Xin chào các bạn, chào anh quay trở lại kênh Tuổi Bình Tĩnh. Video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài cái mật khẩu khóa màn hình của máy Vivo i3 nhé. Máy này máy nội địa Vivo i3-1901A. Nó cũng có tiếng Việt thôi. Đây. i3-1901A. Để cài mật khẩu chúng ta sẽ bách ra vào cài đặt. Ta sẽ vào dấu vân tay khuôn mặt mật khẩu. Đây, ta sẽ gõ đây có phun vân tay khuôn mặt, còn đây có vân tay khuôn mặt này. Bật mật khẩu khóa màn hình nhé. Ta bật. Cái này các bạn có thể tùy chọn đây, mật khẩu chữ và số mô hình này. Đây tôi sẽ nhập mô hình trước nhé. Rồi, ta vẽ mô hình tôi thả 3 cái thì không được nhé. 4 điểm. Xác minh lại một lần nữa. Trả lời câu hỏi tên ghi nhớ thôi, A, B chẳng hạn, hoàn tất. Nếu bạn tắt thì mở lại. Đó, nó sẽ có mật khẩu màn hình. Ok, các bạn phải nhớ cái mật khẩu bắt đặt nhé. Rồi, bây giờ ta sẽ thay đổi mật khẩu này, ta thay nhé. Thay khác này. Ví dụ ta sẽ đặt mã pin này 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nó sẽ là mật khẩu này 1 2 3 4 5 6. Ok, vì trong mật khẩu chữ và số, còn cái mật khẩu chữ và số riêng nhé, cái này bạn nó gồm một chữ và số, các bạn tùy các bạn đặt, nó có thể cả đặt chữ cũng được, nguyên chữ cũng được, nguyên số cũng được, hoặc cả chữ và số nữa. Đấy, cái này bảo mật cao hơn. Ví dụ tôi đặt 1, 2, 3, 4 Q, V, K, R. Tiếp theo 1, 2, 3, 4 Q, V, K, R. Xác minh xong. Đó, nó sẽ cái kiểu bàn phím nó sẽ khác. Đây, bàn phím nó sẽ có cái chữ và số. Enter bạn vì mấy cái enter đó. Rồi bây giờ đến vân, tôi sẽ đổi về mà tôi sẽ đổi về cái hình vẽ cho nó dễ nhé. Rồi bây giờ ta sẽ vào vân tay nhé. Ta bấm vân tay, ta vẽ mật khẩu màn hình. Rồi bây giờ ta bấm thêm cho vân tay. Bây giờ ta sẽ nhiệm vụ, ta sẽ đặt cái ngón này thêm vào, vì cái nền ngón này nó tiện rồi. Cứ đặt nhả nhé. Cứ đặt nhả. Rồi xong. Ok. Ta có thể thêm hai dấu, ta có thể thêm dấu nốt tay bên này, hai tay cho nó đi. Rồi, tiếp tục nha, cho nó ấn bên cạnh đủ hết nha. Rồi ok, xong hai dấu vân tay nha. Để tôi khóa, tôi mở đi. Đó, đổi tay. Đó, rất là nhạy. Rồi khuôn mặt, ta bấm khuôn mặt, vẽ cái mặt khẩu màn hình khóa. Nên tôi sẽ thêm khuôn mặt này. Ta sẽ giơ cái cam vào trước khuôn mặt các bạn, ấn ok. Để giơ cái cam vào đây nhé. Rồi, đăng ký xong 100% đi. Đúng, ok. Để tôi khóa vào. Tôi mở khuôn mặt. Phải bật sáng lên nhé. Bật sáng lên xong giơ vào mặt đó. Ta phải bật sáng lên xong bấm vào khuôn mặt mới được. Mở sáng lên. Đó. Đây, ngón tay tôi ở đây nhé. Ngón tay tôi ở đây nhé. Hóa lại, bật sáng. Đó. Rất là nhạy, khuôn mặt với lại vân tay nó rất là nhạy nhé, máy Vivo này. Rồi để tắt thì ta bấm vào khuôn mặt, vẽ lại cái mật khẩu. Ta sẽ xóa khuôn mặt nhé. Ta vân tay trước, xóa vân tay trước. Vào đây, vân tay 1, bấm vào trong, xóa cho vân tay. Xóa này, xóa vân tay 2, xóa vân tay, xóa.
rồi vân tay hết nhé. Khuôn mặt này vẽ xóa nhận dạng khuôn mặt, khóa nó sẽ mất ngay là xong. Máy gạ bên xóa mật khẩu này, tắt mật khẩu mình đi, khóa vẽ lại. Đó, bây giờ chúng ta sẽ chỉ có vuốt thôi nhé. Đó, ok. Rồi, vừa rồi mình vừa dẫn các bạn thực hiện là cài cái mật khẩu khóa màn hình của máy Vivo i3 V1901A. Chúc bạn thành công. Các bạn nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh của mình nhé. Chào các bạn.